Hôm nay Trang sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm sao để có thể tách phông nền sau đó ghép ảnh nha. Mình sẽ vào Safari. Bạn gõ dùm cho Trang chữ remove bg này. Trang gõ lại nha. Remove bg. Sau đó cái up in my mình sẽ chọn một bức ảnh trong thư viện nha. Trang chọn vào album ảnh, tại vì Trang đã từng chụp album ảnh chân dung rất là nhiều. Ở trong album ảnh này thì Trang sẽ lựa ra một tấm hình nha. Tấm hình nào ok nhất này. Ok, xong thì sau đó mình sẽ lóa cái tấm ảnh này lên. Thì phần mềm này nó sẽ tự tách cái phông nền của tấm ảnh ra cho mình luôn và cắt rất là sắc nét nha. Mọi người chờ chút xíu. Ok, sau khi mà nó tách xong rồi thì nó sẽ như này. Này, cái hình của mình ban đầu, và sau khi nó lấy cái hình của ảnh cá nhân của mình xong á, thì mình lấy cái ảnh này về, mình sẽ nhớ đè vào cái ảnh và ấn vào chữ thêm ảnh. Ok, vậy là xong. Bây giờ cha sẽ hướng dẫn cho các bạn cách ghép luôn nha. Mình chọn Big Art. Đó. Các bạn sẽ, mình cha đã tải sẵn một cái phông nền lên, và bây giờ cha chỉ cần ghép cái ảnh mà mình đã cắt sẵn đó lên thôi. Rất là đơn giản đúng không nào? Đó. Xong, mình lưu lại máy nè. Upload. Ok, một tấm. Rất là đơn giản đúng không cả nhà?